mình đến đây làm gì cả? Người yêu cũ đòi gặp mà. Chúng ta phải chia tay rồi thì thôi, còn đi nữa. Đây, hai đường, hai lối. Đó là mối đế mấy chục năm rồi. Thế chị lần trước cho em pha coi. Mối đế mấy chục năm rồi. Chắc ai phán biết à? Ui, anh 7 này. Anh chết đấy đấy, anh lên mà tiếng anh. Có chuyện gì đấy? Này, nói chuyện gì? Anh 4. Ngược người yêu cũ gọi điện đòi quay lại. Ui, mà anh có. Cái gì đi, 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 làm hai em dừng đây làm gì đấy? Này, ngày xưa ấy, tôi chia tay cô ấy là cũng đúng thôi, bởi vì là cô ngày xưa đi chơi với rất là nhiều người đấy, xong rồi là may là tôi phát hiện ra ấy. Thế là ngày xưa anh bố mẹ em mất sừng. Này, cô á, không, quay lại cái đâu, đừng có nghĩ như thế. Ngày xưa cô bố đi chơi với bạn á, thì bạn thì chơi bạn ấy, bây giờ đã bỏ rồi, không yêu nhau nữa thì chia tay đi. Còn cứ đưa mấy cái nhau làm gì, mấy tháng trời rồi. Chia tay rồi mà. Mấy tháng trời rồi nhé. Dạ, đã bồi rồi, con đừng muốn mình đến đây làm gì cả. Người yêu cũ đòi gặp mà. Không gặp đâu bây giờ. Đã chia tay là chia tay. Chúng ta phải chia tay, một khi đã chia tay rồi thì thôi, không còn đi nữa. Đây, hai đường hai lối. Hai đường hai lối. Ủa, cái chị lần trước mua quà cho em luôn. Ui à, pha ôi. Nhưng mà không biết chị là ai. Dạ, bố nói rồi mà lại còn không yêu là không yêu. Không yêu. Sao ấy nhỉ? Đúng, đúng, không yêu. Bà cho em yêu anh bốn thì đúng không? Ừ. Ê, sao cái con này nó mặt giấy thế nhỉ? Để quả dê thì có phải hơn không? Chia tay rồi, cô đã bây giờ nhá, cô đi tìm với người khác mà yêu, tôi không thèm yêu cô đâu. Không thèm yêu luôn. Ê, nó không yêu, nó yêu chị ấy. Ủa bây giờ nhá, đầy nữa, nó yêu tôi nhưng mà tôi không thèm yêu luôn. Bây giờ tôi thích độc thân. Tôi là chị em, tôi còn phải đi chơi. Độc thân. Độc thân. Độc thân chứ sẵn sàng để yêu. Yêu cô có gì mà yêu cô. Yêu cô cũng đi chơi được cái gì. Tôi không đi chơi với cô nữa. Không đi chơi, nhưng vẫn đi chơi. Thôi mà quay lại với cô mang tiếng à. Đúng rồi, quay lại chỉ sợ mang tiếng rồi. Không quay lại đâu. Bây giờ tôi mà quay lại cô Alpha nó cười thẳng vào mặt thôi. Em có cười không? Ê, đi xuống. Không quay lại. Từ bây giờ trở đi thì cô đi chỗ khác hay đừng mà đến đây làm gì nữa. Oh my god. Không quay lại thôi nhỉ. Đúng rồi, không quay lại thôi. Chia tay. Ê nhưng mà đau đầu. Ê đi xuống, đi xuống, đi xuống bảo mọi người đấy. Đi khuyến khoe mọi người đấy. Anh muốn mọi người nghe được. Ừ. Vốn gọi điện cho người yêu cũ. Đi mất rồi vẫn gọi điện kia. Vẫn nói. Anh bốn gọi điện cho người yêu cũ đi xuống khoe cha ra với bé bảy. Oh my god. Chị bốn nói. Ôi anh pha ơi. Đi vào. Ôi anh ơi, tin sốc. Tin sốc. Anh bốn gọi điện cho người yêu cũ đòi quay lại. À quên, người yêu cũ gọi điện cho anh bốn, em nhầm. Hả? Anh bố có người cũ hồi nào? Có. Không bao giờ phải đâu anh. Đó là anh bố đế mấy chục năm rồi. Thế chị lần trước cho em pha coi. Anh bố đế mấy chục năm rồi. Chắc ai phán biết à? Ui anh bảy này. Ở trên đấy đấy, anh lên mà xem. Có chuyện gì đấy? Này. Nói chuyện gì? Anh bốn. Ngược người yêu cũ gọi điện đòi quay lại. Ui mà anh có. Ừ. Anh bốn không yêu sáu rồi. Đúng rồi. Không yêu sáu đâu. Không yêu sáu. Ui. Sáu rồi. Sáu rồi. Sáu rồi. Sáu. Ờ Sáu ơi, em không nói cho Sáu biết đâu. Cái chuyện này Sáu về nhà đi. Sáu về nhà đi.
Đi về. Đi về. Nói luôn. Vì anh ấy có xinh không? Xinh. Ê, Đi. Anh ơi, đây chị bảo nhá. Bảo là anh nhớ em. Em nhớ anh. Mình gặp nhau đi. Ôi mày ngon. Ui. Tính thôi, nói nhỏ thôi chứ anh bối nghe thấy đó. Nói nhỏ thôi. Ê, núp đi. Núp đi anh Alpha ơi, núp đi. Ui anh bốn đâu rồi? Ở đi đâu mất tiêu rồi? Nghe nhá. Đấy, thấy chưa? Đâu cái gì em nghe thấy bộ anh yêu em nhiều lắm à? Ôi, anh yêu em nhiều lắm, em yêu anh nhiều lắm. Ôi mày có yêu lại yêu. Anh đi đi. Cẩn thận nhá. Đứng sau là không nhìn thấy đâu. Em mở cẩn thận nhá. Bye bye đi. Bye bye. Thật đấy. Hay quay lại đi kìa. Quay ra ngoài đấy đi. Ui, ngày nào cũng được gặp em vậy là sướng á. Cô đừng có gọi điện cho tôi nữa. Rồi đó, ngày nào cũng gọi liên tục. Người ta còn phải làm việc đấy chứ không phải là tôi nào cầm điện thoại đâu mà bằng con điện thoại làm gì. Mỗi ngày cứ tỉnh giáo lại thêm một số thôi mà gọi điện để làm gì. Cô cứ ở đây mà nói chuyện làm gì thời gian đấy cô đi tìm thằng khác mà yêu gọi điện cho tôi làm gì. Cái gì? Nè, tôi không có nhất đâu, cô đừng có nói như thế, tôi không thèm. Thôi cô đừng có mà dở giọng nó ra, bây giờ không phải ngọt ngào tình cảm lắm cái gì cả. Chia tay đi. Đã bỏ chia tay từ lâu rồi chứ không phải là bây giờ mới bỏ chia tay nữa. Tao giật mình đâu mà lại đi. Cái gì đi chó vậy? Cái gì đấy? Anh đi tưởng là thành công quá rồi. Làm sao? Có chuyện gì đấy? Anh nhân này vừa gọi điện cho ai ấy? Liễu Cú. Cái gì mày đang làm gì? Liễu Cú gọi điện. Em nghe thấy anh bảo cái gì anh yêu em nhiều lắm. Anh nhớ em bao nhiêu ngày. Ơi. Alo. Alo, yêu không yêu khi thì thôi. Alo. Mày đi gió à? Alo. Đi à kia. Alo. Mày làm sao ấy? Chào em. Anh đến đây từ chiều. Đi được rồi đấy, 3, 4, 5, 6, 7 ơi. Đi vô đi, 3, 4, 5, 6 rồi anh đi. Vô đi. Em không ngờ anh đi yêu cô. Anh không yêu cô. Anh không yêu cô. Anh biết rồi đó. Đó hả? Hay là vừa gọi đến đường 6 vậy? Không, 6 lúc nãy rồi đấy đi. Nãy 6 đấy mà. Mà chúng mày biết làm sao ấy? Yêu cũ, người yêu mới gì? Thôi đi, biết rồi. Anh gọi lên nghe từ nãy cơ. Anh mở tin bạn lên trên nào. Đó à. Từ S à. Người yêu cũ với người yêu mới cái gì? Em còn ngồi đằng sau lên xem. Ngồi đằng sau mày biết cái gì mà ngồi đằng sau? Em nghe được thưa, chị bảo là anh ơi, anh quay lại với em đi. Mày đi đó à. Em yêu anh nhiều lắm. Anh em yêu em. Em yêu anh ra gì? Sáu gọi điện là anh bốn người gọi điện cho sáu phải không?
Đúng rồi. Anh Bốn. Chuyện gì đâu? Không có gì đâu, chỉ là em vui thôi. Hôm nay tao hỏi về cứ nào cũng kêu mày cứ làm vấn đấy. Trời ơi. Mày cứ hổ đi về rồi. Cái gì? Anh bảo không có chuyện gì đâu. Không có chuyện gì, anh muốn người yêu cũ rồi. Nghe được câu chuyện gì đâu mà biết là người yêu cũ, người yêu mới. Rồi, thử nhận đi. Rồi, thế nghe được cái gì? Em nghe được anh bảo là anh yêu em nhiều lắm, anh nhớ em không? Oh my god ơi, anh Bốn. Đánh nhau đi. Đánh nhau đi, chia tay đi. Ừ, chia tay đi. Này, đây là cái con bạn thân của anh nó gọi đi. Thôi đi, bạn thân từng yêu. Anh đi học cùng nó, bây giờ nó gọi đi. Người lạ từng quen à? Trên tình bạn dưới tình yêu, người lạ từng quen. Em nhớ anh nhiều lắm. Anh cũng nhớ em, hay mình gặp nhau đi. Anh ấy kiểu, anh bảo à. Mày biết gì hết. Người lạ từng quen. Chúng mày bị chậm à? Bạn anh nó bổ anh, nó bổ là nhờ anh, bổ là tư vấn em như thế nào. Thôi anh nó bổ phét. Chúng mày chẳng biết cái gì, chúng mày bổ phét đấy. Chị chẳng nghe thấy anh ấy bảo là anh cũng nhớ em nhiều lắm đâu, chị không nghe thấy gì. Đúng rồi đấy. Ừ, đây, em cũng ngoài này chị không nghe thấy. Em cũng bảo là, em không nghe thấy thì bổ anh ấy bổ là tối chơi. Tôi chơi gì mày không có bảo đâu hẹn nhau ở chỗ cũ theo 100 luôn à. Cái chân 100% luôn anh bỏ anh bỏ luôn 100% này hẹn nhau ở chỗ cũ là không phải là lần này lần duy nhất đâu. Nhiều lần nữa, anh bỏ 100% dưới bờ đi, biết chưa, nghe rõ chưa. Mày vỡ vỡ nó. Em vỡ vỡ rồi gì? Đúng cho thật chứ mày nói. Cái con bạn anh nó bổ là tối em đi mở xuống bờ đây với anh nhá. Anh bổ là tối hôm nay thì mày gặp nó rồi là kết thúc đi cho nó xong. Mày yêu cô ơi. Mày yêu cô ơi. 100% anh đi làm tổ. 100% Ôi. Này. À ba nó bảo là cái chị lần trước tặng quà cho nó. Đúng rồi. Mày không biết cái gì thì mày mà nói. Cái chị ấy không quà tặng cho em mà. Chúng ta im rồi, đừng có làm, không ai có anh ấy mới like chị. Anh Bốn bỏ gái, bỏ mày đi theo gái thôi. Mày phải bỏ đi. Đừng như kéo nó bạn hiểu không? Mày im mồm lại, mày có biết cái gì mà nói? Em nói đúng sự thật thì mày, anh bảo chị. Cái mồm mày rất là láo. Anh bảo chị.
Im mồm đi. Anh bỏ ra anh 19. 100%. 100%. 100% cái gì mà mày biết cái gì? Im mồm đi. Ấy bỏ tối nay anh sẽ đi mua keo. Đóng lại ngoái đâu rồi, anh đi chơi với em nhá. Nói gì đây? Hôm nay thấy sợ keo nhiều lắm. Chưa nói cái câu bạn nào đâu. Nhà nghỉ anh ấy bỏ là ra bờ đi. Anh ơi, mày bỏ ra. Tối qua, đúng tối qua 9 giờ đêm qua, em đi lên đây em chơi với anh đấy. Anh ngồi ngoài đây này, cũng ngồi chỗ cũ ấy. Anh bảo là tối mai anh tính mai anh đi đảo lại ngoái rồi. Anh dẫn em chơi nhá. Mày đi. Thằng kia mày cũng biết cái gì mà nói. Đúng rồi, anh còn bảo là anh thấy thằng Spiderman nó mới bấm tay đẹp, mai cũng bấm đi để đi chơi cùng nó, đi chơi cho nó với nhau. Cái gì? Anh cãi được đâu anh ạ. Anh ơi, đây này, hai quả mắt đi này, không nhìn thấy. Anh muốn rồi. Mày đừng có nói đâu thì thật rồi. Mày thích ăn cơm nước của ông? Của à? Mày thích làm 100% là anh nói à, anh mày đừng có mà nói vớ va vẩn nhá. Tao nó rồi không có là không có. Anh muốn bỏ mày rồi cháu ơi. Anh muốn bỏ anh xem cái anh rồi cháu ơi. Tôi là người nhập chưa đâu nhá. Mày muốn nói vớ va vẩn. Anh muốn theo gái đẹp hơn mày rồi. Mày là gì đấy? Mạnh mẽ lên em, không phải đúng đấy. Mày không đẹp bằng gái đâu. Cháu ơi là cháu ơi. Muốn rồi. Ôi trời ơi. Anh muốn chơi. Phải rủ em đi mày với. Mày không đẹp bằng gái nên là anh muốn cùng quái mày nữa rồi. Bao nhiêu lần mà mày cứ mồm lắm. Em biết được cái chỗ anh mà. Em biết được cái chỗ anh ngồi ở cái cửa rứt đê mà. Em không nói đâu. Mày đừng có vớ va vẩn. Em biết anh ngồi ở cái cửa mà. Đừng có nói. Cứ nói vớ va vẩn ra nhá. Anh ấy bỏ à. Anh ngồi tối mà anh rớt xuống dưới cửa rứt bờ đê ấy. Xong rồi nói chuyện ăn gì ấy. Biết rồi nha. Mới lại. Mới lại, chị ạ, à, mới lại còn mày im không? Ở trong cũng còn cái bụi chuối nữa. Mày đi, có phải là sự thật không anh mới? Không phải, mày bị nhão à? Mày có chắc là không phải không? Bạn nghe tôi, bạn nghe tôi hai nghe anh ấy. Nó cũng bé như này đúng không? Bé bé như vậy như này đúng không? Không phải, chứ mày bé như vậy là bé như này này. Im cái đứa bạn anh. Anh nhớ anh ơi, ôi anh còn lấy xe của em đi chơi với gái á, em mày đừng có mà vớ va vẩn nhá, tao không bao giờ thèm lấy xe mày đâu. Anh lấy xe em đi chơi với gái. Anh ngồi mày đừng có vớ va vẩn. Nhôm em ngồi em chơi với anh ấy, anh cứ bấm thoại rồi anh cười. Để ý đợt này anh ấy tóc hay vút vút kéo này nè. Mày thấy chưa? Tóc bây giờ là anh tóc anh bây giờ nhọn lắm. Anh ấy bây giờ chứ không phải vầy vầy cơ. Không rồi, vầy đi. Mày có bốn lắm. Vâng, vâng, vâng. Anh này, nói chứ. Đi nhá, vâng anh ấy mà. Y vô. Đó. Anh cũng chưa cho nó nói sao nào. Nhưng mà đúng không bạn nó nói. Anh ơi, cái này là nói chúng tim đen rồi. Đi bị nhột. Đúng rồi. Đây nó nói có đúng không bạn? Anh biết tưởng tính anh tự ái rồi. Đúng rồi, anh nói. Gương, tôi chơi em cho mượn xe, không phải thế. Mày đừng có nói giọng đấy nhá. Không bao giờ tao tiền đi chơi mày. Mày đừng có nói rồi tao đi chơi mày. Không thì tôi em cho. Tôi em cho ít tiền mày chơi. Anh nhớ mày đi chơi em, mày phải tiền em mà. Vô mày chơi anh phải tiền em. Này, tao không bao giờ thèm vay tiền mày, mày đứng đấy, mà anh kiểu gì anh thanh toán 1 triệu thôi em. Em không biết. Mày đứng nữa mà. Sao lại 1 triệu đây? Sao lại 1 triệu? 3 hôm 1 triệu. Hôm nay anh đỡ tiền thôi, anh vay nó 1 tí thôi mà. Có việc bận. Đi bận gì? Đi chơi đi. Đi chơi đi. Bây giờ anh đi nước Shopee để mua quần áo luôn. Mà có hôm nhớ mua cả váy. Lúc mới lướt qua thì nó nhìn thấy thôi. Nhưng mà anh đặt mua rồi đúng không? Mày ngộ à. Son có nước kiểu Shopee. Rồi mày còn ám mà giá vào còn mấy trăm cơ. Đừng có mà anh nói đồ đấy. Nhưng mà tại sao nó không có lại nói ở anh bốn? Nó sao này có biết là làm sao nhưng mà nó nói không đúng sự thật một chút nào. Đấy, đúng sự thật chứ anh nhận nhá. Anh đúng cái. Không đúng sự thật một chút nào.
Em tin chị bay 100% bộ là không phải. Ấy bộ hôm hôm anh ấy ngồi ở trong nhà bếp kìa. Anh bộ ngồi anh mua bikini hai chúng mình đi chơi nhỉ. Anh nói xà lơ đâu, nói đúng sự thật. Anh làm sao cãi được? Mắt tao nhìn thấy nhưng mà có ai cái gì để làm bằng chứng đâu? Thì cái não của nó. Mắt em đây. Là ai cái gì? Em là người anh giấy tờ là ngoài. Em là người ham ở bây giờ em hơn ở cùng anh nhất. Đúng anh biết là ai? Cái gì để có bằng chứng hình ảnh giấy tờ là ngoài. Anh em nhìn thấy bằng chứng hình ảnh ở trong đầu nó kìa, em nhìn thấy mà. Đầu em là bằng chứng à? Đầu em là bằng chứng à? Đúng rồi. Đầu mày cắt đi là hết. Anh ơi, cái nhân chứng này nó quan trọng hơn. Nhưng mà phải có thêm người nữa mới tin được chứ. Đừng nghe lời nó nói. Biết sao không? Sao hôm nay anh không đóng phim đâu? Cái gì? Đi chơi với người yêu, không đóng phim. Thảo nào cứ anh bận. Cút đi nhé, anh đi. Chúng mày nghe lời nói là chúng mày đi cút đi, chúng mày nghe lời nói là chúng mày đi với em cũng có tiền, chúng mày đừng có mà nói, em nói với bọn nhá, chúng mày nó mày bà tám đâu, mai đi ăn bò bô gì, anh bảo anh kia anh đi ăn bò bô nhá. Đúng rồi, em nhìn thấy anh cầm mấy triệu đi chơi mà. Anh mà không rủ em đi ăn là anh không được đâu. Có mấy triệu đi chơi mà không có tiền 1 triệu để trả em đấy. Đi chơi với người yêu. Mà đấy, anh muốn bảo là gì mà? Đấy là người yêu cũ mà, có phải người yêu đâu? Mà anh hẹn đi chơi đi anh. Hẹn thật đâu, em có nghe thấy không? Em nghe thấy mà, anh bảo là tụi anh đang đi chơi nhá. Bao nhiêu lần em thấy anh đã shopping rồi. Còn mua đồ con gái thôi. Em thấy anh đến nhận hàng về một đống. Một đống đồ. Xong em đọc được có một cái là váy vấn mắt. Xong rồi son môi cái thứ cơ. Oh my god. Cái này là mua cho người yêu cũ nè. Thì chỉ có anh ấy mua cho người yêu cũ thôi. Hay người yêu mới thì sao? Người mới sao? Người yêu cũ mà. Sao mày biết? Em đi chơi với anh ấy nhìn liên tục. Mà em không biết. Nhìn sao? Oh my god. Lần 6 á. Anh 4 ơi. Anh 4 ơi. Tôi đi xuống dưới bờ đây với bọn em nha. 6 đồng rồi kìa. Đi tìm xem thằng 6 thế nào rồi, khéo nó xì chết rồi đấy. Đi.